Ngày 2 tháng 2, khi tượng Linh vật Rồng đang trên đường được vận chuyển từ Quảng Trị vào Đà Nẵng đã thu hút sự tò mò và thích thú của cộng đồng mạng và người dân. Nhiều người tỏ ra trầm trồ vì thần sắc uy nghi, dũng mãnh của tượng Linh vật Rồng này. Được biết, tượng Linh vật Rồng này có chung cha đẻ với Rồng Quảng Trị do nghệ nhân Đinh Văn Tâm chế tác. Xác nhận với tuổi trẻ online chiều cùng ngày, ông Nguyễn Phúc Bảo Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nam Dương cho biết linh vật rồng vừa được vận chuyển từ Quảng Trị vào đến Đà Nẵng. Tượng linh vật rồng sẽ đặt tại công viên Nam Dương, đường Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, quận Hải Châu. Ông Nam cho biết thêm, tượng linh vật rồng này được đặt làm chỉ trong 20 ngày với kinh phí 150 triệu đồng hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa. Tượng sẽ được đặt ngay vị trí trung tâm của công viên, kết hợp với nhiều tiểu cảnh, phối cảnh, điện chiếu sáng, tạo nên đại cảnh sinh động công viên nam dương nằm ngay trục đường nguyễn văn linh gần cầu rồng và đường hoa tết giữa trung tâm thành phố đà nẵng du khách sẽ thuận tiện check in lên vật trồng độc đáo này cùng với nhiều địa điểm hấp dẫn trong hành trình du xuân